chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân phần 2 tập 62, nam xả thân cứu thi lâm vào cảnh nguy kịch. Trong review phần 2 tập 62 của bộ phim Hương vị tình thân, nam giải cứu thi trong căn nhà giữa rừng nhưng bị đàn em của Tấn phóng hỏa. Trong phần 2 tập 61 của bộ phim Hương vị tình thân, sau khi biết chuyện ông Tấn và Dũng định ra nước ngoài, bà Sa đã rất tức giận. Giải thích về điều này, ông Tấn nói, vì gần đây anh thấy mọi chuyện có vẻ không ổn. Quá khứ của chúng mình có thể bị phui ra bất cứ lúc nào. Anh muốn con đi một thời gian, khi nào mọi thứ yên ổn lại về. Anh không muốn con biết những chuyện không hay. Ở một diễn biến khác, ông Sinh nhập được hình ảnh về cái chết của bố Thi. Có bằng chứng trong tay, tại một quán nước, ông Sinh vui mừng nói với Thi rằng, cái gì cần nói, tôi đã nói hết với cô rồi. Cái chết của bố cô chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ. Cô nghĩ kỹ nhé. Ông Sinh gọi điện cho Nam để báo tin vui. Thế nhưng chưa được về, ông Sinh điện về bố Thi. Thê đánh thức mê, cướp lấy điện thoại, có lưu bằng chứng. Vừa cầm chiếc điện thoại trên tay và định nhờ thợ phá khóa can thiệp, Thi bị một kẻ gian siết cổ đến ngất đi và bắt cóc trên xe ô tô. Trong review phần 2 tập 62 bộ phim Hương vị tình thân, Thi bị nhốt trong một căn nhà, trói tay và khóc lóc van xin ông Tấn thảm thiết. Tôi thề là tôi sẽ không làm điều gì cả. Thi cũng cầu xin bà Sa giúp đỡ. Mẹ ơi, con sẽ không nói ra chuyện này đâu, con thề. Nhìn thấy con khóc lóc van xin, bà Sa nói với ông Tấn, anh Tấn, tôi hứa sẽ không để nó nói ra chuyện gì hết. Tuy nhiên, ông Tấn chỉ lạnh lùng đáp rằng, muộn rồi. Trước thái độ của ông Tấn, bà Sa đe dọa, nếu anh định làm gì nó, tôi sẽ hận anh cả cuộc đời này, và thằng Dũng nữa, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tuy nhiên, ông Tấn tỏ ra không quan tâm và nói thẳng, cô hận tôi, cô là cái gì mà tôi phải sợ cô hận tôi. Ở một diễn biến khác, Thi Thi đang bị bắt nhốt trong một căn nhà giữa rừng. Nam bất ngờ xuất hiện, Nam đã đánh gục kẻ trông giữ và cứu Thi. Nhưng khi chưa kịp trốn thoát, đàn em của ông Tấn đã phóng hỏa căn nhà. Vậy, Nam có bị nguy hiểm tới tính mạng hay không? Chúng ta cùng nhau chờ đón những tình tiết hết sức thú vị của bộ phim nhé.